Ô tô mới của mình nè, đẹp không? Xuất phát thôi. Ôi, mệt quá. Còn đây là ô tô của mình. Lên xe nào. Đi thôi. Còn đây là ô tô khổng lồ của nhà mình. Lên xe nào. Quá là hiện đại luôn. Thắt dây an toàn vào. Giờ thì xuất phát thôi. Rất vui được gặp em. Em cũng vậy. Hả? Vâng, điều ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta về sau. Toàn rồi. Các điều khoản bên anh đưa ra khá là hấp dẫn. Tôi sẽ tổng hợp lại và xem xét sau. Anh có sao không? Uống nước đi này. Ôi không. Anh sao vậy? Thôi xong. Ơ, có chuyện gì vậy nhỉ? Mình hiểu rồi, cầm lấy này. Không có gì đâu, tạm biệt các cậu. Hả? Con làm cái gì thế hả? Trả lời đây. Không làm mà đòi có ăn hả? Không có lần sau, nhớ chưa? Các cậu ấy đáng thương quá. Cậu xuống nhặt đi. Cơ hội đây rồi. Hai cậu ơi, mình để ở dưới này nha. Vậy là có tiền ăn cơm rồi. Tóc cậu xóa kiểu gì nhỉ? À, đây rồi. Ô, nó biến mất rồi. Tóc cậu kia, gì thế này? Màu này không đẹp. Biến mất rồi. À, có rồi. Mặt cậu, chuyện gì vậy? Không, đổi cái khác đi. Thử xóa xem sao. Ơ, đầu tớ. Nhìn ghê quá. May quá. Xóa nè. Ơ, đầu tớ. Chán quá. Bình thường lại rồi. Ơ, cậu ấy đâu rồi? Vui quá đi. Kẹo này giờ là của mình. Hai anh. Em đồng ý lấy anh nhé. Em vui lắm. Các cậu ơi, nhìn này. Anh ấy cầu hôn tớ rồi. Hả? Đừng tin. Cậu nhìn này. Nhìn đây nữa này. Tớ có ý này. Tớ hiểu rồi. Wow, xinh thế. Em ơi, cho anh xin số. Anh nhìn kỹ xem tôi là ai. Ơ. Đồ cha nam. Happy birthday to you. Happy birthday. Cái này bỏ đi vậy. Cắt bánh thôi. Hoan hô. Ủa. Wow. Ngon thật đấy. Ê, lại đây. Dạ. Đưa đây. Anh cho em đó. Em. Hoan hô. Em cầm lấy đi. Không sao đâu. Em cảm ơn. Thank you. Cảm ơn anh. Happy birthday. Happy birthday to you. Con trai của mẹ uống sữa giỏi nào. Giỏi lắm. Hả? Anh ấy đến rồi. Còn chịu khó trong đây một lúc nhé. Ôi không. Mình phải giấu đóng gấu bông và chiếc xe này nữa. Ổn rồi đó. Anh ấy à. Anh đến cho không báo trước với em. Anh vào nhà đi.
anh ngồi xuống đây. Ủa, cái gì đây? Nhà em có trẻ con mà. Không mà, đó là của em đấy. Em ra ngoài này một chút nhé. Lạ thật đấy. Cái gì thế kia? Hả? Thằng bé này. Cháu lại đây. Cháu chào chú. Chuyện này là sao? Tốt rồi. Ta-da. Wow. Không được, bạn của con đây. Sao lại là số bông chứ? Hàng hô bón, con cảm ơn bón. Anh chơi bón. Con hư quá. Hàng hô. Hàng hô. Anh xem cái này đi. Con trai, bố xin lỗi, con tha thứ cho bố mẹ. Đừng về thôi con. À, trứng này, trứng sẽ nở thành gà con. Mình có ý này, đặt trứng vào đây. Không được. Giấu vào đây vậy. Bật chế độ nóng. Vẫn không được. Ai để trứng ở đây thế này? Ăn thôi. Ngon quá. Hả? Trứng. Trứng của mình. Bố xin lỗi nè. Con không chịu đâu. Thử vẽ tóc xem nào. Wow. Chuyện gì thế này? Xóa đi. Vẽ lại nào. Tóc của mình. Xóa đi. Thử xem nào. Kìa, nhìn lên. Hả? Mặt chúng mình sao thế này? Xấu quá. Xóa đi. Nó biến mất rồi. Xóa đầu này đi. Chúng ta. Hả? Đầu của cậu đâu? Quay lại nào. Xóa này. Hai, ba. Ôi trời. Không được. Quay lại. Hả? Cậu ấy đâu rồi? Lạ thật.